Vào khoảng 10 giờ 30 ngày 17 tháng 6, 42 thành viên đội tuyển Việt Nam từ Dubai về nước đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, toàn đội sẽ làm thủ tục nhập cảnh và cách ly y tế. Trong khi đó, 5 cầu thủ Viettel là Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Thanh Bình, Trọng Hoàng, Hoàng Đức không đi cùng các đồng đội mà bay thẳng sang Thái Lan để chuẩn bị cho vòng bảng AFC Champions League 2021. Nhóm cầu thủ này đi cùng chuyên cơ chở đội tuyển Thái Lan về nước và dự kiến sẽ có mặt tại Bangkok vào ngày 17 tháng 6. Công tác khử khuẩn phương tiện di chuyển và khách sạn nơi các cầu thủ cách ly được tiến hành nghiêm ngặt. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo, toàn đội đã được Bộ Y tế cho phép chỉ phải cách ly 7 ngày do đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, đồng thời đã xét nghiệm real-time PCR đầy đủ ở UAE. Các thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi để sớm tập luyện và thi đấu trở lại, đảm bảo duy trì thể lực và phong độ nhằm hướng tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau khi về nước và hoàn thành cách ly, các tuyển thủ sẽ trở lại câu lạc bộ tập luyện, chuẩn bị cho V-League và chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào tháng 9 tới. Kết thúc các trận đấu tại bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 với 17 điểm, đội tuyển Việt Nam giành vé tiến vào vòng loại cuối cùng với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup.